Sau đây là tin tổng hợp AFA ngày 11 tháng 4 năm 2024. Apple bị thúc ép phải phản đối Việt Nam bắt giữ các nhà hoạt động môi trường. Pan America công bố giải thưởng tự do viết cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Tòa tuyên án tử hình bà Trương Mỹ Lan. Các nước đồng loạt tập trận ở Biển Đông, Việt Nam lên tiếng. Tòa phúc thẩm tuyên y án 14 tháng tù với cựu thiếu tá quân đội tông chết nữ sinh Ninh Thuận. Hơn 60 tổ chức nhân quyền quốc tế trong thư ngõ chung gửi công ty Apple của Mỹ nêu quan ngại về việc chính phủ Việt Nam sử dụng các điều luật mơ hồ để giam giữ những người ủng hộ môi trường với những cáo buộc vô căn cứ, cản trở tiến trình hướng tới các giải pháp năng lượng sạch mà Việt Nam đã cam kết vào tháng 12 năm 2022. Qua đó, các tổ chức kêu gọi Apple tận dụng ảnh hưởng của mình thay vì trở thành người ngoài cuộc đồng lõa, vận động cho việc trả tự do cho các nhà lãnh đạo khí hậu bị bỏ tù oan. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền. Tổ chức có tham gia ký tên, phát biểu với Đài Á Châu Tự Do trong tin nhắn ngày 11 tháng 4 cho rằng Nếu Apple không lên tiếng phản đối điều này thì họ đồng lõa và cần phải đối mặt với hậu quả từ người tiêu dùng Mỹ và châu Âu. Tổ chức phi chính phủ Pan America tại Mỹ hôm 11 tháng 4 thông báo, ngày 16 tháng 5, tổ chức này sẽ trao giải thưởng về tự do viết năm 2024 cho nhà báo Phạm Đoan Trang người đang phải thụ án tù 9 năm tại Việt Nam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Giải thưởng tự do viết Barbie được Pan America trao hàng năm cho những người viết vì lương tâm đang bị cầm tù. Nhà báo Phạm Đăng Trang, 45 tuổi, bị bắt giữ vào năm 2020 và bị tuyên án 9 năm tù vào năm 2021. Tòa án thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 4 kết án tử hình bà Trùm bất động sản Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, vì vai trò của bà trong vụ lừa đảo tài chính trị giá 304.000 tỷ đồng, tương đương 12,46 tỷ đô la Mỹ. Vụ án lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ báo chí nhà nước cho biết, Chủ tịch Tập đoàn Bất động Sản Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị kết tội tham ô, hối lộ và vi phạm các quy định ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đoàn khắc Việt hôm 11 tháng 4 lên tiếng yêu cầu các nước tuân thủ luật quốc tế ở Biển Đông vào khi Mỹ và Philippines tổ chức tập trận chung vào ngày 7 tháng 4 ở khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông. Cùng lúc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam quân đội Trung Quốc cũng tổ chức tuần tra chiến đấu không quân và hải quân hiệp đồng ở Biển Đông. Tòa án quân sự quân khu 5 đã tuyên y án sơ thẩm 14 tháng tù với cựu thứ tá trung đoàn không quân 937, ông Hoàng Văn Minh, người đã tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận. Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng không chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại là tăng nặng hình phạt với cựu thiếu tá quân đội. Kết luận giữ nguyên quyết định sơ thẩm, xử phạt bị cáo Minh 14 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.